kéo căng lên xuống sàn, chân này này đá thẳng trèo lên. Nhất ở đây các bạn ấy là khi các bạn vòng chân lên mà không muốn để ở đây. Mình mở chân ra lắc lên cổ, đồng thời xoay hông sang bên kia. Được chưa? Xoay hông sang nhé. Cái lỗi lớn nhất ở đây các bạn ấy là khi các bạn vòng chân lên mà hông vẫn để ở đây. Ok, thì đây bây giờ lúc họ phát gas ngay lập tức. Được chưa? Thì khi mà mình đang đây đúng không? Khi mình lắc hông về này, mở lên này, lên cái tay kéo này để cái giữ cổ họ lại. Đồng thời này, cái hông của mình nhìn nhá. Chưa? Lắc lên, đóng chân vào trước, sau đấy bây giờ từ từ chỉnh dần. Bây giờ là động tác triangle cơ bản rồi, giống như lần trước các bạn tập đúng không ạ? Chỉnh xa, chỉnh, ok. Lấy góc đẹp, sau đấy siết. Chưa, mình không nói quá kỹ về việc siết cổ nhé. Chưa, nhìn lại. Từ đây, mở chân, về cái kiểm soát này, với cái cùi trỏ ở trong vẫn kéo căng như bình thường cái tay này. Bây giờ mình không có cái chân đẩy, thế nên cái tay này của bạn ấy, các bạn phải giữ cổ ra. Đừng để họ thấp quá vào người mình như này, lúc này không đưa chân được vào đâu. Đầu gối lắc từ ngoài vào trong. Đẩy. Đôi khi với mình ấy, với mình thường mình để chân ở ngoài, đôi khi các bạn có thể chống chân vào hông luôn. Được chưa? Để tạo lực. Ok. Căng. Phá tay họ ra, sau đấy ngay lập tức này. Mở chân. Rồi hai tay kéo. Ưỡn hông lên. Lắc sàn. Ok, thì trong cái vị trí này thì nó sẽ khó phát hơn. Và giữ cái cổ người ta ở lại. Nhớ nha, mình nói đi nói lại này, lỗi lớn nhất là các bạn lắc chân lên mà người vẫn ở đây. Có nghĩa là gì ạ? Nhiều bạn khi ở đây này, chúng ta lắc chân lên xong mình như thế này là chết rồi đấy. Chưa? Lắc chân lên và như thế này người ta có thể phát ngay lập tức và đè vào người các bạn. Ok. Lắc chân lên đồng thời này, cái tay kéo này, cái chân của mình này, cái hông này đưa lên xa. Được chưa? Vào trước đã, sau đấy chỉnh sang, chỉnh và kết thúc đòn nhá. Nhìn lại một lần cuối. Chúng ta có close guard. 1, 2. Mở chân như step. Người này cầm có hông mình. Rồi, đặt tì xuống này. Tay ở đây lấy khoảng cách này. Đầu gối, vòng tì lên xuống. Cắm vào bụng. Kéo. Chưa? Mình muốn đẩy cái tay họ ra xa khỏi người mình. Chưa? Bung cho khỏi cái chân whip ở đây. Sau đấy ngay lập tức cái chân này vòng lên. Xa. Xuống. Chỉnh dần. Có thể mở ra chỉnh lại nếu muốn. Chưa? Ở xếp cổ. Đó. Quay có câu hỏi gì không? Tôi thử nhá. Nào, một đáp ạ. Cũng trong trường hợp khi mà mình đang cầm một quần mình là có thể là như vậy. Bây giờ mình không đưa được chân vào trong, có thể bây giờ người ta mở cùi trỏ ra. Mở cùi trỏ thì mình lại đưa được vào trong như thế này. Chợ thì với động tác ở đây các bạn có lựa chọn là vào scissor sweep đúng không? Và còn cái thứ hai nữa chúng ta có thể vào ôm bụng ta từ đây. Bây giờ cái chân của mình ấy, đang đạp vào hông người ta này. Mình nhá, mình đạp vào hông. Với cái đầu gối mình dựng vào vai bên kia, tay này vẫn kéo. Chưa, tạo áp lực cho người ta. Sau đấy này, chân còn lại mình tiếp tục đạp vào hông. Hai tay kéo căng, mình đưa hông sát vào nách đối phương. Đồng thời nghiêng người sang vào cái tay này, mình đẩy ngược vào sau như thế này. Chưa, lắc chân qua đầu. Còn vào một lần ta. Thì khi các bạn vào đến vị trí này rồi ấy, chúng ta có lựa chọn đầu tiên, đó là kết thúc bằng cách cơ bản nhất giống như tuần trước mình đã học đúng không? Giữ chân,
kéo người ta đi skate và bỏ. Ok, thì với tất cả những bạn mà vẫn chưa thành thục động tác này, chúng ta chỉ tập trung vào đây thôi. Còn với những bạn mà đã quen rồi, chúng ta sẽ làm sang một cái tiếp theo. Sau đây thì chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi. Ở đây trong tình huống này chân mình vẫn đưa vào trong, mình đạp vào đây. Đầu gối của mình ấy bây giờ thì không đưa dưới nách này nữa. Mình chuyển sang đẩy vào đầu gối, đẩy vào cái phần vai bên này của ta, mình kéo căng như bình thường. Sau đấy bây giờ hai chân vào, đưa hông lên, đấy không ạ? Đồng thời này mình nghiêng người sang phía bên kia, hai đầu gối kẹp vào vai và đẩy tay xa. Ok, lắc chân, một, rút, hai. Thì ở trong tình huống này đôi khi bạn thậm chí bạn trèo lên này rồi, đối phương người ta vẫn lăn được về phía trước bạn này. Thì khi lăn người ta lăn về phía trước đúng không ạ? Chúng ta có thể trèo lên cái top này lập tức, hoặc mình có vị trí ở đây, với hai tay kẹp vào đây cũng là vị trí các bạn kết thúc hai đoạn sim mà mình học ở phía trước, được chưa? Thì với cái vị trí này mình sẽ cho các bạn một cách kết thúc khác. Ok, thì mình sẽ di chuyển như sau. Cái tay này của mình này, mình luồn xuống, ôm vào vai đối phương như này, được chưa? Lăn từ từ về phía trước. Ok, lăn qua cái vai này nhá, lăn. Khi mình lăn về phía trước, cái tay này của này của mình ở bên đây ấy, nó ôm vào tay đối phương, được, như thế này. Ok, thì lưu ý ở đây này, mình muốn ôm thật sâu vào vai của đối phương, ôm sát như này. Còn nếu mà các bạn chỉ cầm ở đây thôi ấy, bây giờ vẫn có xác suất người ta quay về nhìn về phía mình, thì bây giờ các bạn sẽ kết thúc khó khăn hơn, được chưa? Ôm sát vào vai, giữ chặt vào người mình, được chưa? Cái chân này ghi xuống, chân này mở ra hibiscus, tay mình cầm vào cổ áo đối phương. Bây giờ mình lắc cái hông mình ra ngoài. Ok, di chuyển hông ra phía bên ngoài nhé, xoay cái đầu gối lên về phía lưng người ta. Ok, rồi chúng ta nhìn lại. Lâu này kiểm soát như skip, đưa chân vào trong. Sau đây bây giờ này, hai chân đạp, đưa hông cao lên và sát vào mắt đối phương, nghiêng người đẩy, và chúng ta có một là ta, một, hai. Ok, đặt tình huống ở đây đối phương đang ngồi dậy, chứ không người ta lăn. Mình ngồi dậy đi theo sát vào đây, chợ ngồi vào tay của đối phương. Còn rõ ràng các bạn sẽ có tình huống sẽ chỉ ôm người ta thôi, nhưng tình huống bây giờ mình đặt ra chúng ta có cái tay này. Ok, lăn, bắt tay, chợ tay này mình luồn sát vào đây, ôm và cố gắng mình giữ vai người ta, ôm cái tay này của mình vào sâu nhất có thể, chợ để đảm bảo rằng mình bám chặt người ta. Vì nếu ở đây các bạn chỉ cầm như này sẽ có xác suất đối phương người ta rút được cái tay này ra, người ta mở ra ngoài chúng ta sẽ không mệt nữa nhá. Ôm sát vai này, đưa cái bụng mình ấy kẹp vào tay người ta, thì ở đây mình không cần phải giữ, chưa? Chân này ghi xuống, tay này cầm cổ áo, mở hibiscus, chưa? Con nhìn lại lần cuối nhá. Vào, dưỡng hông lên, kẹp chặt hai chân, hip escape, nghiêng ngược xa, dòng chân qua, vào. Bạn có thể ngồi dậy, chờ được đối phương lăn về phía trước, ngay lập tức mình di chuyển theo. Đây đây, luồn xuống, lăn, ngay lập tức bắt tay, ôm sát vào người mình, chân này ghim xuống, tay này cầm. Mở chân, đi skip. Rồi, chúng ta thử nhá, 1, 2, 3.